Đó là khẳng định của ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, khi nhận được thông tin Forrest đang nỗ lực xin giấy phép chờ đấu với trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Chiều 18 tháng 7, võ sư Forrest cho biết ông đang nỗ lực xin giấy phép thi đấu nhằm đáp ứng các yêu cầu của trưởng môn phái Nam Hình Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt. Tối cùng ngày, ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam lên tiếng khẳng định việc xin giấy phép thi đấu của Forrest chắc chắn sẽ đổ bể. Lý do bởi các trận đấu của võ sư Forrest đến từ Canada là hoạt động thể thao quần chúng tự phát. Dù ai thắng, ai thua cũng dẫn đến mâu thuẫn thù oán giữa các môn phái, ảnh hưởng tới hòa khí của Việt Nam và Canada. Ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam chia sẻ: "Tôi phải nói rằng luật Việt Nam không cấp giấy phép cho các võ sư thách đấu nhau. Bởi vậy, việc võ sư Forrest xin giấy phép để chờ đấu Huỳnh Tuấn Kiệt là điều không thể xảy ra. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng nếu theo luật sẽ không có trận đấu giữa võ sư Forrest và trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt." Ông Giang giải thích thêm, luật Việt Nam chỉ cấp giấy phép cho các đơn vị tổ chức thi đấu các môn thể thao thuộc hệ thống quốc tế của Ủy ban Olympic hoặc ít nhất phải nằm trong hệ thống thi đấu của Tổng cục Thể dục Thể thao. Trong khi hai trận đấu đã qua của Forrest ở Hà Nội đều là thi đấu tự do, không tuân theo hạng cân, đấu không có trọng tài chính thức, không có đội ngũ y tế. Các trận đấu như vậy rất nguy hiểm, chẳng may ảnh hưởng tới tính mạng của một trong hai người thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Giang nói thêm, nếu không có giấy phép, Forrest có thể giao lưu võ thuật với các môn sinh Nam Huỳnh Đạo nếu Huỳnh Tuấn Kiệt đồng ý. Tuy nhiên, họ không được gây ồn ào, ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam, nếu không có thể bị xếp vào tội gây rối trật tự công cộng. Cũng trong tối ngày 18 tháng 7, ông Hoàng Vĩnh Giang chia sẻ đã chủ động trao đổi với trưởng môn Nam Hình Đạo, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt. Với tư cách đại diện cho Liên đoàn Võ thuật Việt Nam, ông Giang nhấn mạnh nếu không có giấy phép, làng võ Việt Nam không ủng hộ môn phái Nam Hình Đạo nhận lời thách đấu của Forrest. Pierre-François Forrest muốn thách đấu trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của Nam Huỳnh Đạo, lý do vì ông nghi ngờ thứ cung phu bịp bợm mà trưởng môn Kiệt biểu diễn trước đó. Tuy nhiên, hai bên chỉ xảy ra khẩu chiến sau đó. Pierre-François Forrest là người gốc Chile nhưng đang sinh sống tại Canada. Võ sư Forrest sở hữu Chusadai đệ tứ đẳng sau 20 năm theo học môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, hay còn gọi là Việt Nam Vịnh Xuân chính thống phái. Sư phụ của võ sư Pierre-François Forrest là đại sư Nam Anh, trưởng môn phái Nam Anh Vịnh Xuân tại Montreal, Canada. Nam Anh Vịnh Xuân là một chi nhánh của môn phái Vịnh Xuân Quyền, được truyền bá vào Việt Nam những năm 1900, được đại sư Nam Anh kế thừa sau năm 1986. Khi đại sư Nam Anh sang Montreal, môn phái này cũng tiếp tục được truyền bá tại Canada. Nếu thấy video thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận.